傲气，我不会独占，在人人面前笑话着名作，日日连续上演。或许应该学乖一点，做到过得了便算。但情还是情，原来是澎湃，问为何定要换步境？但愿梦来不必醒，不必到世间作别影，哪怕没半点掌声，仍然是我命。离情不必打定我大命，茫茫无尽夜星，仍够照亮你这一刹心境。谁有理会世间未曾确认？Nè, ổng đâu rồi? Ổng có ra đây trang điểm không vậy? Tôi nghĩ chắc có là ổng ở trọng đó. Chắc là ổng đang trang điểm. Ngồi đây chờ chút đi, tôi kêu ổng ha. Ừ. Tôi đi lẹ lắm, ngồi đi. À, anh Phong. Ờ, à, Thủy. Anh trả chắc ở trọng hả? Sư phụ trong đó. Thủy à, anh làm gì vậy? Ờ, à, không không, tôi có một người bạn là khán giả trung thành với ảnh, muốn gặp ảnh để mà xin chữ ký thôi. Sư phụ đang ngủ, anh đâu có biết tính tình của ổng. Ổng đã ngủ rồi, ai mà phá ổng thức. Ổng quậy không có chịu nổi đâu. Nhớ đó, đừng có làm cho ổng thức nha. Sao đây? Rồi, ổng ở đâu hả? Tôi có thể vô trong gặp ổng được chưa? Gặp được chưa hả? Ờ, chưa có tiện đâu. Tại vì ổng đang trang điểm. Làm sao đây? Chỉ có chữ ký thôi, cô không ngại chứ? Thiệt hả? Anh lấy giùm chữ ký giùm tôi rồi hả? Cảm ơn nha. Hả? Cái phát nổi tiếng như vậy, tại sao viết chữ giống như là con nít vậy hả? Ờ, tại vì ổng... ổng đang ngủ. Cái gì? Ờ không, nói là ổng đang trang điểm. Tại sao ổng đang ngủ? Ổng thì là đang ngủ. Ngủ rồi á thì phải trang điểm chứ. Vừa trang điểm vừa ký tên, cô biết mà. Thôi được rồi, được rồi. Nhưng mà tôi càng nhìn thì càng thấy hay. Thấy chữ ký là hay rồi. Ê nè, tôi làm phiền anh lần nữa nha. Anh gặp ổng, anh nói là tôi cảm ơn ổng rất là nhiều. Ờ. Nè còn nữa, cảm ơn anh. À, chào anh Trá. Anh Trá. Chào anh Trá. Ờ, được anh Trá. Tiếc nhắc tiền kìa. Cô à, cô à, nè. Chào ông, chào ông. Tôi cảm ơn ông, tôi rất thích ông hát lắm. Tôi cảm ơn ông đã ký tên giùm tôi. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi gọi cô sao đây? Tôi là Tiểu Tịnh, tôi rất thích ông hát. Tôi cảm ơn ông đã cho tôi chữ ký. Cảm ơn ông rất nhiều. Ý, đâu phải chữ ký của tôi. Nè, để nó mạo chữ ký ta đây. Ờ, đâu có ai dám đâu. Hả? Chữ đó không phải ông ký sao? Tôi ký đó, xin lỗi ông. Sao lại giả chữ ký tôi? Tại sao gạt tôi vậy? Anh Trả, chuyện gì vậy? Thằng Thủy giả chữ ký của tôi. Mày làm cái gì đây hả Thủy?
Còn chịu giải thích cho anh trai biết, dám giả chữ ký của anh. Xin lỗi nha ông, tại vì hồi nãy người bạn này của tôi muốn gặp ông với lại xin chữ ký, nhưng mà tại vì ông đã ngủ rồi cho nên... Cho nên bởi vì con xí soạn này mới mạo chữ ký của anh trai có phải không? Xin lỗi. Anh nói cái gì? Tôi nói tiếng Quảng Đông không biết nghe hả? Ông. Ê, được rồi được rồi. Cô muốn chữ ký tôi hả? Tôi ký với cô ngài, để dưới đây. Nè, xong rồi. À, cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông nhiều lắm. Cảm ơn. Ông đóng rất là hay đó. Tôi cảm ơn ông nhiều. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Sư phụ à. Ông bảo mời ông vô văn phòng để có chuyện bàn với ông đó. Được rồi. Các ngày nói chuyện tiếp đi. Cảm ơn ông nhiều. Cảm ơn. Chào ông. Chào. Lấy chữ ký xong rồi thì về đi chứ. Tôi nhất định về. Ở lại đây thấy cái mặt của ông là tôi chướng mắt lắm rồi. Nè cô à. Thôi làm ơn giờ người ta chẳng có tiếng cảm ơn bỏ đi ngay. Cậu à không mà. Nè. Tôi không có nhờ anh Mậu nhận chữ ký của anh Trá đâu. Không có. Bây giờ người ta còn trách mình tại không nữa kìa. Một chữ ký hay lắm hay sao? Ký như vậy là hay lắm hả? Trả lại nè. Tôi không có cần đâu. Trả lại cho mấy người nè. Trả lại nè. Nè cô à. Cô à. Cô à. Hey, thì là ngu quá đi Thủy ơi. Chỉ xé cái mày Mậu nhận thôi à. Mày chắc chắn là bị con nhỏ này đè đầu mà. Nè cô à, cô à, cô à. Hay lắm anh gạt tôi hả? Cũng may là tôi còn hên đó. Tôi không phải cố tình gạt cô đâu. Cô đừng có giận tôi nha. Tôi chỉ bất quá không muốn cô. Không muốn tôi về tay không chứ gì. Biết rồi, không có giận anh đâu. Tại thấy anh vừa xuất hiện đã giúp cho tôi rồi. Tôi không có giận anh. Cảm ơn thì đúng hơn. Khỏi cái xa không, khỏi cái xa không. Anh nè, con người của anh hiền quá đi. Nhất định bị cậu chê chết luôn. Cái tên khốn kiếp nó càng nói thì càng khó nghe. Cậu của tôi nói chuyện như vậy đó. Cô đừng có buồn ổng. Tôi xin lỗi giúp cho ổng nha. Không cần đâu, tôi không thọ nổi. Qua luôn bữa nay hả? Mai mốt không cần gặp cái tên khốn kiếp đó nữa đâu. Bộ có định về hả? Đúng. Chuyện ở đây tôi đã làm xong hết rồi. Tôi không muốn bỏ cái nhà hàng của tôi lâu quá. Vậy thì ngày mai chuyến xe mấy giờ? 10 giờ. Gì vậy? Muốn tiễn tôi hả? Không cần đâu, anh mới vừa khỏe lại, đừng có làm cho nó mệt. Không được, tôi còn thiếu cô một việc mà. Ngày mai bất luận giá nào cũng phải chờ tôi mới lên xe nha. Anh còn cái gì thiếu tôi sao? Có chứ, có chứ, tôi thiếu nợ cô mà. Thôi được rồi, tôi đi nha. Nhớ đó, phải chờ luôn tôi nha. Phải chờ luôn tôi đó. Được rồi. Ây da, chết rồi, coi chừng hết tay nghe chưa. À, con ra đậu phộng nhiều quá vậy. Con ra cho bạn bè thôi. Cho bạn bè ăn hả? Má thích ăn cốm, tại sao con rang cho má ăn vậy? Vậy hả, để rang xong cái này con rang cốm cho má ăn nha. Thiệt tình, rang cho ai ăn đây? Ở nhà này đâu có ai thích ăn món này hả? Có phải con rang cho cái cô đó hay không? Dạ phải. Ngày mai cô đã về Hồng Kông rồi, con rang cho cổ đem lên xe ăn. Má hỏi con nha Thủy, con thích ăn khoai môn hầm vịt lắm mà. Dạ phải. Còn nếu như khoai môn chiên hột gà? Khoai môn chiên hột gà con nghĩ cũng đại khái thôi. Bởi vì khoai môn hột gà chẳng có dính giáp gì với nhau. À, con biết nói quá ha. Ở đời cũng vậy thôi. Không khác gì món ăn đâu. Nếu đúng gu thì thấy ngon. Còn không đúng gu hả? Cho dù bỏ công cách mấy cũng không có ngon đâu, con biết chưa? Khó hiểu quá. Ở đời với nấu ăn có quan hệ gì đâu. Cái thằng này thiệt biểu má vẽ hình vẽ luôn ruột gan hả? Má hỏi con nè, người ta là đại tiểu thơ đó, con có biết hay là không? Má à, má nói gì vậy chứ? Má không cần biết cái cô đại tiểu thơ đó người đàng hoàng hay là không đàng hoàng không có liên can gì cả. Con gái tốt thiếu gì, cũng như là con cô Tám không tốt hay sao? Má à, con thấy người ta đường xá xa xôi lên tới đây, chẳng có quà cáp cho người ta. Con thấy cổ thích ăn cái món này, cho nên con ra cho cổ ăn vậy thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Thì đơn giản vậy thôi. Má à, như má đã nói đó, người ta là đại tiểu thơ mà, đâu có yêu thích cái thằng khùng như con. Biết nói câu này con không có khùng lắm đâu. Anh thôi để con ra xong cái này rồi răng cơm cho má ăn nha. Coi chừng nó khét đó. Thank you.
Anh Thủy nó có tới không vậy? Tới mà ba chịu một chút xíu đi. Ba à, cánh lê bên kia ngon quá, để con mua vài trái mình lên xe ăn nha. Được. Ê cô à, mua đi, lê tươi lắm đó. Thiệt hả? Trái này đi ngon nè. Ê, cho thêm vài trái nữa đi. Được. Con à, tới giờ xe chạy rồi. Được rồi. Xong rồi. Lên xe đi. Đại tiểu thư, Đại tiểu thư à, Đại tiểu thư, Đại tiểu thư. Ông chủ. Sao mà lâu quá vậy, chút nữa là tôi đợi em không được rồi. Anh xin lỗi. Cái này tặng cho cô nè. Cái gì vậy? Kỳ rồi, anh nói thiếu tôi một món đồ là đậu trang đó hả? Đúng vậy, nhưng mà phải uống nước nhiều nha, tại vì ăn nhiều quá sẽ nóng lắm. Đâu có sao, ăn lại trái lê ngày khác là được rồi. Tặng anh đó. Hả? Cho tôi à? Đâu có, kỳ rồi tôi thấy anh không có thích cam. Hồi nãy mua lê, sẵn mua cho anh một trái để bù lại cho anh nè. Không cần hả? Cần chứ, cần chứ. Cảm ơn. Còn à, anh tới giờ sẽ chạy rồi, lên đi. Thôi đây, cái thơ à, bảo trọng nha. Được rồi, bộ còn nhỏ lắm sao? Phải phải, bảo trọng nha ông chủ, bảo trọng, bảo trọng nha. Bắt đồ lên nè má, dạ, bắt được rồi. Tại nữa hay không? Thủy à, cụ đi rồi hả? Dạ phải. Má à, để con đem vô bếp nha. Ây da, cái thằng này nó biết mình khát nước cho nên mua lê cho mình ăn. Ngọt quá. Thiêm Tư. Cậu. Thằng Thủy về chưa? Nó về rồi kìa. Thưa cậu, về đó hả? Tôi có hẹn với người ta, chú đi chung với tôi đi. Dạ được, đi nha má. Má à, trái lê của con. Trái lê. Cái gì vậy? Của lão già hả? Của con. Của con hả? Má lỡ ăn đâu có xào đâu. Thôi rồi. Làm gì chứ? Thêm Từ lỡ ăn thôi mà, làm gì giận dữ vậy? Lát nữa tôi mua một lố để cho chú ăn cho đã nữa nha. Mua lại không được đâu cậu à. Má chưa có ăn hết mà, đi má ăn luôn. Nè, đừng có lại gần, đừng có lại gần nha. Đừng có lại gần nha. Đừng có lại gần nha. Nè. Thủy à, con làm cái gì vậy? Hả? Con của thím lâu quá chưa có ăn lê hả? Thiệt là kỳ lạ ha. Thôi không chờ nó nữa đâu, con tự đi đó. Dạ dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Anh trả anh 13, hai anh lỗi thời quá. Để tôi chụp được hình hai anh á thì độc giả của tụi tôi có phước rồi. Ỷ, khỏi chụp cũng được mà. Phải chứ, phải chứ. Nếu mà nổi quá thì giúp đỡ cho chúng tôi nha. Ông chủ, nể tình tôi chút. Tôi thật hy vọng cái tuồng của ông đó có thể vào ở bên Tam Giang của tôi để mà trình diễn đó. Thiệt sao? Anh Trá, nếu đi được Tam Giang thì đâu có tiếc gì đi đảo Hải Nam chứ. Biết bao nhiêu người đang chờ coi hát của anh đó. Anh 13, nói giúp giùm tôi đi. Phiên kịch của anh hay quá. Dân đảo Hải Nam coi không được tuồng này đúng là bạc phước của họ. Cái đó là do anh Trá quyết định. Nè, trước hết cảm ơn hai ông chiếu cố. Cái chuyện đó tôi phải bàn với ông Bậu mới được. Vài hôm nữa trả lời dòng nha. Dạ được. Khuya rồi, chúng tôi xin phép đi nha. Được, xin mời. Xin phép, xin phép. Bảo trọng nha, bảo trọng. Cảm ơn. Có thời hả? Đuôi cũng biết mấy ông thả bài thôi. Vừa tặng quà vừa thả bài, nói lời lẽ tốt. Anh Trá, họ coi anh như là thần đó. Ở đời là anh vậy đó. Mình thu hút họ mà, giúp cho họ hốt bạc, có đúng không? Ở đời rất thực tế lắm. Lúc mà mình nổi hả, ai cũng tranh nhau hầu hạ mình cả. Lúc mình xuống dốc hả, muốn uống nước với họ còn khuya đó. Cảnh ngộ đó thằng Phấn đã gặp rồi. Cũng không phải nói như vậy đâu thầy à. Thật ra trong cái nghề này hả, cũng có nhiều cái hay lắm. Wow, cảm dương. Thiệt là không ngờ nói chuyện cũng hay quá đó ha. Tôi nói thiệt đó anh à. Nè, Trung hay là Giang á, nhiều cách dễ cho thấy mà. Cho dù cái đó hát hay cách mấy đi nữa cũng không thể nào qua mặt được mình đâu. Bởi vì mình làm thế khác mà, phải không sư phụ? Cái đó thì tôi tin. Nếu như ngày nào đó cả thế giới này chê Thập Tam Lang không xong, biên kịch bản dở ẹt, thì tôi cũng tin anh Trá không bao giờ ném đá xuống giếng với tôi đâu ha. Sao học được cách khiêm tốn vậy? Đừng nói vậy chứ,
Vàng thiệt không sợ lửa đâu à, có biết không? Tất cả là của em đó. Hả? Chào chị sớm vậy? Em cũng sớm lắm ha. Nói chuyện với anh Trá, nói tới sáng cũng quên luôn. Ai tặng vậy? Ông thầy Tuấn của đoàn kịch Hạ Thu đem tặng cho em. Ông nói là Mã Sư Tăng muốn em để tình gặp ổng. Lão Mã? Hình như ổng muốn kéo em qua đó nha. Kêu người đem trả đầu đặt cho họ đi. Em không chịu nể tình đi gặp người ta chút à? Dù sao người ta cũng là kép lớn đó. Gặp người ta để làm gì chứ? Em chỉ biết biên kịch bản cho anh Trá thôi. Em không giúp cho ổng đâu. Đúng rồi, tảng sáng chị định đi đâu? Đi qua nông trường. Tự nhiên sao chị muốn ăn nhãn tươi hái từ cây xuống? Lâu quá rồi em cũng chưa có ăn nhãn hái trên cây rồi đó ha. Được, em đi với chị. Em khỏi ngủ sao? Ngủ thì lúc nào cũng được. Còn đi hái nhãn với chị không phải là có nhiều cơ hội đâu. Có chịu không? Có được không? Đi mau. Chị nghĩ mấy cây nhãn ở đây chắc là nhiều trái lắm đó. Đi mau, đi mau. Chị có nghe bà nói nhãn mà bị mặt trời chiếu xuống rồi thì sẽ bị biến chất. Tốt nhất là hái lúc chưa có sáng, tại vì sẽ hấp thụ được sương ban đêm. Cái đó mới là ngọt nhất, thơm nhất. Em nhớ hồi nào mình còn nhỏ đó, mấy chị em mình thích nhất là tảng sáng ra đây hái nhãn, với lại đi coi mặt trời mọc. Mình còn qua bên kia bắt gà con nữa kìa. Đúng hả, đúng hả. Ngồi đi. Wow, trái này thơm quá, ăn thử cái ngọt không? Được, em cũng ăn đi. Được, được. Chị chị có còn nhớ không? Có một lần tảng sáng mình đi hái nhãn, anh Năm bắt con bụi xích bỏ trong bình của em, đều hồi cũng chết luôn. Chị nhớ. Em mấy bữa sau cũng vẫn còn hồi. Lâu quá rồi mình không ở chung lại. Chị 11 hay là mình kiếm bữa nào hẹn với mấy ảnh đi nha. Em bận rộn quá, đừng nói chi là hẹn với mấy ảnh. Muốn đi ăn với em một bữa cơm cũng khó nè. Nhưng mà thấy em đem sự thích thú đặt vào nơi sự nghiệp, còn làm rất là khá, chị cũng mừng lắm. Đó là nhà hồi nhỏ chị 11 thường cho em nghe đĩa hát và dắt em đi coi hát, cho nên em mới có ngày hôm nay thôi. Nhưng cũng phải nhờ em có thích thú mới được chứ. Con người chỉ làm những gì mà mình thích thú mới có thể được thành công. Chị 11 thì ra cái cảm giác được người ta xin chữ ký thiệt là đã quá đi. Vậy thì em ký tên giùm cho chị làm kỷ niệm đi. Chị cũng chơi luôn em thiệt tình. Làm người ai cũng thích nghe lời lẽ ngọt ngào hết. 13 em có biết tại sao con người ta có hai cái lỗ tai không? Chắc là tiện cho việc thay phiên làm biến có phải không? Đó là để chúng ta nghe hết được hai bên, dù tốt hay xấu cũng phải nghe hết. 13 chị biết bây giờ càng lúc càng có nhiều người đua nhau nói tiếng tốt với em. Những lời thật tình thì càng lúc càng không có ai nói. Điều quan trọng là em biết phân biệt, đừng có để lời lẽ khác làm cho em phải mơ hồ đó, biết chưa? Chị ăn đi. Anh 13 sao sớm quá vậy? Anh 13 tới, mà chậm nước. Xin mời. Bắt đạn ở nhà. Đúng rồi. Sao đúng lúc vậy ông Mã? Mời một chẳng qua tự nhiên. Tôi có thể ngồi chung uống nước với cậu không? Tự nhiên. Mời ông Mã ngồi. Dùng nước nha. Cảm ơn. Cậu dùng trà. Mời. Mời. Thiệt là ngon. 13, tôi cũng có thưởng thức tâm thanh lệ ảnh của cậu, quá thật là hay. Lần đầu tiên đã được thành tích như vậy rồi. Đúng là hay lắm, hay lắm. Này ông Mã, tôi đã cho người trả quà cáp lại cho ông rồi. Ông nhận được chưa vậy? Anh 13, ông Mã của tụi tôi tặng quà cho người ta, mừng tới nhả cơm không có kịp nữa. Cậu thì lại trả trở về, dường như hơi không biết điều đó nha. Nè, anh có tư cách gì nói đây? Dạ biết. 13, tôi thưởng thức nhất cái đoạn Dương Châu Nhị Điểu Tương Ức. Ông Mã, khúc nhạc đó của tôi chỉ vì anh Trá mà tôi đặt thôi, không thích hợp cho ông hát đâu. Như vậy tức là ông Mã của tụi tôi hát đó đâu có bằng ông Trá phải không? Lại nói bậy nữa. Cách diễn với người khác nhau mà, cách hát cũng khác nhau nữa, chỉ cần khán giả thích là được rồi. Dạ ông Mã. 13, người đàng hoàng không nói lỗm, tôi cũng không cần lòng vòng nữa. Tôi rất thưởng thức cậu, tôi muốn cậu qua bên Thái Bình giúp cho tôi.
điều kiện gì của cậu cứ tự nhiên nói ra đi. Tôi rất là cảm ơn ông Mã thưởng thức tôi, nhưng mà tôi không bao giờ nhảy rào đâu. Bây giờ có ai mà không biết Tuyết Mã hai ông đang chơi với nhau, có phải không? Anh Trá dắt tôi vô nghề mà, bây giờ ông biểu tôi quay ngược đầu để chơi lại ảnh, vậy người ta đánh giá tôi thế nào? Còn nữa, một con người uống nước không có nhớ nguồn thì kịch bản biên ra cũng có hạn thôi. Cái thứ kịch bản không có tình cảm, không có máu mủ, cho dù tôi biên cho ông cũng vô dụng thôi mà ông Mã. Hey, quả thật chấp trước lắm, nhưng mà chuyện này không hợp tác không có sao đâu. Thủy chung mình vẫn là bạn thân mà. Uống nước đi. Được, cảm ơn. Hát tới rành lắm nha, còn làm dấu hiệu nữa. Đời không tiến sẽ lùi, cho rành trẻ đi mới khỏi bị dấp chứ. Đó là lý lẽ mà. Cho nên anh Trá của tôi mới là số 1. Nè, uống miếng trà đi. Ê, sao phiền cậu vậy? Ê, người tôi tôn trọng thì tôi rót nước cũng chẳng sao mà. Ông Mã kiếm cậu hả? Anh Trá thiệt là hay hết sức nói ha. Cái nghề này eo hẹp lắm, làm sao giấu được ai. Ông muốn anh nhảy rào hả? Ông quả thật đã có tặng quà cho tôi, còn tới tiệm nước tìm tôi nữa. Nhưng mà thủy chung gì tôi cũng nói một câu, tôi sẽ không bao giờ nhảy rào. Hay là ông Mã đưa ra điều kiện tối hậu cho cậu, đúng không? Anh đâu có phải là không biết con người của tôi không quên nguồn gốc đâu. Không có anh Trá làm sao mà có thập tam lang này chứ. Ngoại trừ là anh cảm thấy tài nghệ của tôi vô dụng, không có xài nữa. Nếu không anh muốn đá tôi đó hả? Còn khuya. Ừ, tôi không nhìn lầm cậu. À phải, ông chủ nói đoàn hát của mình phải xuất hát ở Hồng Kông một chuyến. Tôi chưa hứa với ổng, tôi dự trù luôn cậu. Cậu không đi tôi không đi luôn. Ê, tại sao không đi? Tôi cảm thấy cái tuồng mình ở Hồng Kông thu hút lắm đó. Tin tưởng như sao? Hay quá. Xuống được Hồng Kông hát thì hay lắm đó. Phải. Ba à? Lỡ già. Chuyện gì mà vui vậy? 13 đó, tuồng Tâm Thanh Lễ của 13 bây giờ phải xuống diễn ở Hồng Kông. Ông Trá nói phải đem nó xuống dưới nữa. Phải. Phải. Chẳng những là vậy, anh Trá nói là đi trình diễn khắp Đông Nam Á đó. Không ngờ họ Giang của mình sanh ra một nhà biên kịch ha. Thiếu gia chuyến này làm sáng mặt ông bà đó. Nhà 13. Nếu như thật sự phải đi, vậy thì phải đi bao lâu? Cái đó không chừng, nếu mà thu thị trường thì tiếp tục đi nữa. Vậy có thể là đi nửa năm hả? Ừ. Vậy con đã hứa với người ta chưa? Dạ hứa rồi. Hứa mau vậy à? Vậy tại sao lại không chịu về thương lượng với cha của con trước? Ba à, thế nào? Nếu thật sự phải xuống Hồng Kông thì mình nên bàn cho kỹ đã. Ý của ba là... Ý của ba thì là không muốn con đi. Lão già, tại sao kỳ vậy? 13 có dịp để cho anh Trá nâng đỡ nó, tại sao ông lại... Kỳ rồi nó xuống Hồng Kông, làm cho cả nhà đứng tim rụng rúng, trong ngày trong đêm bỏ bà quên rồi hay sao? Bà à, hiện tại đã phải giống như là hồi xưa nữa. Hơn nữa con đây cũng đâu có giống như là hồi xưa chứ. Bà biết, kỳ rồi con xuống Hồng Kông giống như con rắn mất đầu vậy, đi biệt tích à. Bà thật là sợ đó. Lão già, tại kỳ rồi con không phải, con không có lo cho thiếu gia thì tốt. Đúng rồi, kỳ rồi nó khùng điên không có lo cho cậu. Kỳ này chắc chắn nó phải lo cho cậu rồi. Coi cái gì nữa, kỳ rồi mày giữ nó không nổi thì kỳ này cũng như vậy mà thôi. Bà, chẳng lẽ bà quên rồi hay sao? Ngày trước đó khi mà anh Trá nói anh Trá giúp đỡ cho con, wow, bà bắt tay người ta nói là dứt khoát như vậy đi. Wow, nếu như bây giờ con không đi thì làm sao ăn nói với người ta đây? Thì bây giờ bà đang suy nghĩ đây nè, nói làm sao với người ta đây? Wow, làm sao mà nói được chứ. Đoàn hát của người ta giữ uy tín lắm. Chẳng lẽ bây giờ ba biểu anh Trá gì con mà làm mất uy tín với người ta hay sao hả? Anh cũng đã nhận tiền cọc của người ta rồi đó mà. Nhưng mà con cũng phải biết nghĩ cho con trước chứ. Quý, ba nói như vậy là đúng rồi. Con nhớ anh Trá đã từng nói với con, khi mà bước ra khỏi Hỷ Môn thì đừng làm mất lương tâm người ta, và cũng đừng có làm mất lương tâm với mình. Cái đó mình không có lọt qua trách nhiệm đạo nghĩa Phật lòng người ta. Lão già, 13 lần này đi xuống Hồng Kông đối với đoàn kịch của anh Trá thiệt là ảnh hưởng lớn lắm đó nha. Đúng rồi ba. Phải đó ba. Ba cũng vừa biết 13 có thiên tài viết kịch. Nếu như để lỡ cơ hội lần này, ba không thấy tiếc sao? Làm lỡ cơ hội đúng là tiếc, nhưng mà ba lại liếng tiếc cả nhà đoàn tụ lại. Ba, con cũng biết con đi như vậy là ba buồn lắm, con cũng buồn vậy. Nhưng mà nếu con không có đi
thì con sẽ trở thành mất uy tín, thì mai mốt làm sao mà con đứng được ở trong xã hội nữa. Đúng đó lão già, 13 thì mình chưa có chắc tin tưởng nó, nhưng mà về ông Trá thì mình có tin tưởng ở ổng chứ, có phải không lão già? Lão già, ba, tôi cũng biết tôi không cãi lại các người rồi, yên tâm đi ba, con sẽ thuần nết. Lão già. Mười ba, con phải tự lo liệu đấy nha. Cảm ơn tất cả những bà mẹ và chị 11. Thủy. Dạ. Thu xếp. Biết cậu. Má nói cho con biết nghe, chuyến này xuống Hồng Kông con phải cẩn thận đó. Nếu mà cậu có xảy ra chuyện gì con biết tại má. Con biết rồi má. Biết. Con cũng hiểu, nếu cậu xảy ra chuyện thì hai má con mình làm sao mà nhìn mặt họ ở đây. Làm sao? Má ơi, người ta phải nhớ ngàn năm. Má nói câu đó nhiều lần rồi, con nhớ kỹ lắm. Nói bằng miệng có được cái gì, phải nhớ trong đầu đó. Con nhớ chứ má. Nhưng mà má có biết là cậu ổng lành lắm không? Thì con cũng có tài có chừng. Con cứ việc đi theo hắn, rủi ro hắn có chuyện gì xảy ra con cũng biết có cách đỡ dùm cho hắn, biết chưa? Con hiểu. Nè, con hiểu mới nói nghe, con đừng có nói bằng cái miệng không hả? Má à, con hứa với má thì má không có yên bụng, con không hứa với má thì má lại lo lắng, phải làm sao đây? Ê, con cái kiểu của con khờ quá đi, không có được đâu. Chút nữa má nhờ Phúc lại biên lại rõ ràng, rồi con nhìn vô đó con coi, rồi con xử sự, biết chưa? Không phải đâu má, con sợ con cũng không nhớ hết đâu. Không thôi má đi chung với con đi, vậy là xong hết. Bộ con tưởng má không muốn sao? Má vừa không yên bụng cho cậu, mà vừa không yên bụng cho con nữa. Khổ cái là lão già đâu có cho. Nếu như muốn đi thì đi chung. Thiếu gia. Để con nói với ba tiếng là xong hết. Thiệt hả? Vậy thì thím khỏi lo cho con, càng khỏi lo cho thằng khùng này nữa. Vậy thì hay quá đó má à. Má xuống chung với tụi con, má có thể coi chừng cậu là được rồi. Coi chừng gì? Có gì đâu mà phải coi. Coi cái kiểu của cậu phong lưu trác tán, phóng khoáng lả lướt gì đó. Coi cười cái kiểu nhí nhảnh như đàn bà kìa. Có phải là có cái gì bậy bạ hay không đây? Có gì đâu cậu. À, có phải là muốn đi thăm nhỏ xí soạn đó phải không? Cậu nói gì đây? Ba, con tới đây cáo từ với ba. Con biết là lần này con đi Hồng Kông, trong lòng ba cũng được thoải mái lắm. Con đi xa ba, làm sao kêu ba thoải mái được? Con biết là ba thương con. Lần này con đi với anh Trá xuống Hồng Kông, con nhất định sẽ cố gắng biên rất nhiều kịch bản hay. Lần này con đã có ký thác tinh thần rồi, con nhất định phát huy hết cái khả năng của con. Con biết nghĩ như vậy thì ba cũng yên bụng. Hơn nữa Chí Nam Nhi đặt ở tứ phương, cũng nên đi cho biết. Nhưng mà ba lớn tuổi rồi, không có con ở bên cạnh, giá nào cũng có chút luyến nhớ chứ. Con hứa với ba, con sẽ thường biên thơ cho ba. Được. Không biết tại sao mỗi lần con xuất ngoại cáo từ với ba, ba lại không dám nghĩ tới lúc con trở về. Bởi vì kỳ này cái kiểu con trở về đó làm cho ba thật là đau lòng, ba khổ sở lắm. Ba, con xin thề với ba, cho dù là con không quy hoàng hồi hương, con cũng không bao giờ trở về giống như kỳ rồi đâu. Nếu như là còn cái kiểu đó, thà là con chết ở tha hương chứ không bao giờ về đây. Không cho nói như vậy, con là con của ba, bất luận xảy ra chuyện gì đi nữa, nhất định phải trở về gặp ba nha. Con hiểu rồi ba. Lão già, thiếu già, xe đã chuẩn bị xong, có thể ra bến xe được rồi. Con đi đi. Ba bảo trọng. Cậu Lưu, tới rồi hả? Mời vô. Căn nhà này tôi dọn dẹp xong rồi, nếu chỗ nào không vừa ý, cậu cứ việc cho tôi biết đi ha. À, chìa khóa của cậu nè. Để đó đi. Nếu như không có gì nữa, tôi về trước nha. Cứ về đi. Dạ, cảm ơn. Về nha. Bà đi về cẩn thận nha. Chào bà, xin chào. Chào. Cậu à, tại sao kỳ vậy? Tự nhiên bà tử tế quá vậy ha. Tôi đã mua căn nhà này của bà rồi. Hả? Tử tế hả? Cậu đã mua ra? Đúng rồi thiếu gia. Nào, bộ cậu mua căn nhà này rồi hả? Tôi nghĩ nếu mà không có căn nhà để mà ở thì là bất tiện lắm đó mà. Hơn nữa tôi kêu được thím xuống đây, không có chỗ cho thím ở đàng hoàng thì làm sao mà được.
Thiếu gia, tại sao cậu có tiền nhiều quá vậy? Hey má à, cậu bây giờ là nhà biên kịch nổi tiếng, kiếm biết bao nhiêu tiền? Thiệt hả? Tôi không có đủ tiền đâu. Tiền tôi mượn của anh Trá đó. Hả? Tại sao không hỏi lão già? Tại vì tôi không muốn cái gì cũng phải nhờ ông. Lớn rồi, đúng là sống tự lập. Cậu bây giờ thiệt là đàng hoàng quá đi. Ê, để tôi dắt tiếng đi coi căn phòng nha. Được rồi. Bên kia. Wow, chỗ này tốt quá ha. Để ở chỗ nào bây giờ đây? Có thích không? Sao lại không thích? Cảm ơn thiếu gia nhiều. Để tôi ra coi cái lan can. Tự nhiên đi. Cái lan can không có gì coi đâu má à. Hay là đi coi cái cầu tiêu tân thời còn hay hơn kìa. Cái bồn tắm giống hệt như là cái giường đá hoa cương. Ây da, con đừng có coi má quê mùa không biết gì hết nghe. Đi vô coi như thế nào. Khoan, để con vô trước. Con dậy nước cho xong đã má à. Ây da, nước phải ở trong bếp chứ. Dẫn mấy vô trống đi. Được thôi. Đi lẹ lên đi. Chỗ này hả? Là cái bếp đó hả? Có chuyện gì không? Có chỗ này tôi không được hiểu lắm. Cái đó đơn giản thôi. Giang Dự Lưu. Tăng Văn Tân. Thì là anh rồi hả? Thì là anh à? Không gặp anh bao nhiêu năm mà cũng được kiểu vậy hả? Cũng vẫn mặc đồ sườn xám. Cầm cái quạt giấy nữa à? Anh cũng đâu có gì thay đổi, vẫn thắt cái đó. Anh làm gì mà cầm cuốn sách đi tùm lum tà la vậy hả? Không, tôi muốn nhìn kiếm con cốc chẳng biết thân như thế nào rồi sẽ biến thành ra sao. Đâu có tôi ở đây, đâu có người tranh hẳn nhất với anh nữa. Thì đúng rồi, có anh đây thì cười tới chết luôn, làm sao có tinh thần đi học nữa. Không có anh ở đây thì đúng là học hơi buồn đó nha. Anh học thôi mà, cũng biết buồn hay sao hả? Thì đúng rồi, có đối thủ với nhau mà, học cũng thấy hấp dẫn hơn đó. Phải rồi. Anh có tin tức gì về Lily hay không? Anh còn dám trước mặt tôi nhắc tới cổ nữa hả? Nếu như anh biết cổ ở đâu, thì làm ơn cho tôi biết đi, tôi muốn gặp cổ lắm. Khi rồi anh quậy thượng hải tôi bò chưa đủ hay sao? Làm tới tôi khổ biết mấy. Suýt chút nữa cậu tôi tái phát bệnh tim luôn. Lily có nhà cũng về không có được. Nhưng mà tôi thiệt là có nhiều chuyện quan trọng muốn nói với cậu lắm. Nói cái gì nữa? Cậu đi nước ngoài rồi. Anh gặp cậu đó đâu? Hãy quên đi. Thật ra chỗ nào mà không có gái đẹp chứ. Kiếm đại một người khác. Quên cậu đi. Đừng có làm phiền đến cậu nữa. Còn nếu như không, tôi lo là cậu của tôi không để yên cho anh đâu. Cô chủ à, tới liền. Đi giùm tôi vài ba món đi. Vài ba món, ông muốn ăn món gì? Nè, cho thêm nước đi. Được rồi. Anh Đức à, chăm nước. Dạ được, tới ngay. Chăm nước phải không? Chăm liền nè. Cảm ơn nhiều. Anh Thủy à, tới hồi nào vậy? Mới ngày hôm qua, tôi đi ngang chỗ này nên mới ghé vô thăm cô. Ê, à, nè, đổ nước kìa, nè, có thật. Được rồi, tới ngay. Nè, Thủy à, xin lỗi nha, bữa nay không có tiếp đãi anh được. Đừng có nói vậy mà. Qua bữa nay cô thiệt là đắt lắm nha. Ây da, lâu lâu mới có một lần, được cái gì đâu. Đúng lúc ngày hôm nay thằng Giang nó đi về quê cho nên bữa nay tôi mất cổ đó. Cô à, tính tiền. Tính tiền hả? Được rồi. Đại tiểu thư, để tôi giúp cô nha. Một cá sáu, để tôi giúp cho. Không được đâu, dù sao anh cũng là khách mà. Đừng có nói như vậy, bữa nay tôi được đánh răng, cô lại đắt quá. Vậy hả, tôi không có tiền trả tiền công cho anh đâu. Bạn bè với nhà tiền công gì chứ? Mình là bạn bè mà. Phải. Vậy thì anh đem cái này vô bếp giùm tôi đi. Sẵn ở ngoài hẻm có một đống chén không ai rửa hết. Anh làm ơn anh rửa giùm tôi đi nha, cảm ơn anh nhiều. Được. Anh Thủy à, ngồi nghỉ một chút đi, làm cả ngày không mệt hay sao? Thủy à. Hả? Cảm ơn nhiều nha.
Ông chủ đừng nói vậy mà. Đúng rồi, bữa nay không nhờ anh giúp đỡ đó hả? Thiệt là khổ biết mấy. Nè, nhưng mà cái chuyện này phải thương lượng với anh. Hả? Anh Văn anh đi về quê không biết chuyện nào mới lên. Anh có thể giúp tôi có được hay không? Lẽ ra thì không thành vấn đề. Tôi xuống đây để hầu hạ cậu của tôi. Tại bữa nay đánh rang thì không có nói gì. Còn cô tính là hằng ngày làm việc ở đây thì tôi... Vậy thì thôi. Cô khỏi lo, hễ tôi rảnh tôi sẽ tới đây giúp cô nha. Thiệt hả? Anh nói anh nhớ đó nha. Thiệt. À, nè, vậy đi. Anh làm không lấy tiền công, anh đem gà này về ăn đi nha. Ừ, ngon lắm đó. Là do nó gói à. Cậu gói đó hả? Cho tôi à? Phải, ăn đi. Ê, bán này bán ruột bán cá mà. Ông à, cho xin đồng tiền đi. Cái gì? Giọng hát của Mã có gì đâu mà hay. Chẳng có tư cách. Anh nói gì đi? Không biết thưởng thức cái giọng hát của anh ta là thứ tệ. Sao nói kỳ vậy? Tôi không thích. Tôi có thể nói như vậy. Cái thứ tệ như vậy bởi vì không biết thưởng thức tiết lão trá. Dạ em. Anh nói cái tên không hay gì hả? Nè Hey, hắn, cái thằng móc túi này đã móc cái bóp của tôi. Tôi lấy của anh hồi nào chứ? Sáng đi. Hỉ, bóp tôi mất luôn rồi. Hồi nãy anh có ý đụng tôi, xong rồi vô khống tôi lấy bóp của anh hả? Nói coi. Hòa gì đánh trống gì la làng hả? Em hết rồi. Sao hả sếp? Bà thấy về đi. Nè sếp à, điều tra kỹ đi. Tôi không lấy bóp đâu, tôi mới bóp luôn đó mà. Mày có móc bóp hay không, cảnh sát biết điều tra. Đừng có la lối ôm sầm nữa nha, cầm mồm đi. Không phải, tôi mới xuống Hồng Kông thôi. Tôi hết tiền rồi, tôi không quen với ai nữa. Quay. Êm miệng để cái đầu móc tôi. Chịu nghe lão Mã hát thì cũng phải là thứ đàng hoàng. Quay, thích nghe lão Mã hát liên quan gì tính hết chứ. Tại sao không có chứ? Lão Mã hát nhí nhõm thì người nhí nhõm mới nghe. Cũng là cái thứ móc túi. Bộ tưởng là tiếc giác tiền sao? Tiếc giác tiền cái gì mà hay? Cao sang vậy không tốt à? Lại có tính cách sang trọng, hát còn số 1 nữa. Thứ lão Mã thấp hèn. Đó không phải thấp hèn, mà chính là thông tục. Ít ra cũng được đại chúng, đi sâu vào lòng dân. Vậy mà không biết. Đồ dở vẫn là đồ dở. Cái thứ thấp hèn mới chịu nghe. Anh là đồ dở đó. Chưa từng thấy ai vậy. Anh nói gì? Người gì vậy chứ? Người sâu động quá. Cái gì mà sâu động? Để anh nói hay sao hả? Mắc mới gì tới anh? Đúng là khốn kiếp. Cái đồ mắc văn quá, cái đồ móc túi. Nè, tôi nói tôi không móc túi nha. Là anh móc túi đó. Ai móc túi anh chứ? Không là đồ móc túi, cái đồ khốn. Em đi, là không nhận móc túi, không nhận. Đừng hốt đi. Rồi. Đi ra. Chuyện gì? Bây giờ bắt được cái tên này, ở trong người hắn lục ra được hai cái bóp. Còn có phải của các anh hay không? Phải. Cảm ơn. Vô đi. Tự đóng cửa lại đi nha mày. Thầy à, còn tiền ở trong bóp. Mất hết rồi. Không có tiền hả? Khi bác nó về là như vậy mà. Bất mãn hả? Bớt mãn thì vô trỏng ngồi chơi đi. Hết thắc mắc chưa? Tôi nói tôi không móc túi rồi mà. Gặp anh là sao quả tạ. Gặp anh là xui xẻo đó. Từ nay đừng bao giờ để tôi gặp anh nữa đó nha.
Anh chủ. Ủa, cũng là anh nữa hả? Đi hết chỗ Hồng Kông, chỉ có chỗ này của tôi là rẻ nhất phải không? Có thể rẻ hơn không? Nếu rẻ được thì hồi nãy tôi đã rẻ cho anh rồi. Nhưng được. Định ở bao lâu? Chưa biết. Anh mới về tới Hồng Kông hả? Không phải ông chủ, anh có mướn người không? Tôi không mướn đâu. Giờ biết chỗ nào mướn người không? Bây giờ kiếm ăn rất là khó, đâu có việc chờ người làm đâu, chỉ có người kiếm việc làm mà thôi. Nhờ vào mình thì hay hơn, con người ai cũng có sở trường mà. Nếu mình thích nghề nào thì làm nghề đó đi, còn hơn phải nhìn trời mà sống. Giết cho chồng của tôi. Nè, lúc ổng làm rượu ở dưới quê đó, cái chân bị trật, chú nói giùm ổng biết. Tôi lo cho ổng lắm, biểu ổng phải siêng năng sức thuốc. Mấy cái thứ thịt bò tôm cua gì đó đó thì đừng có ăn, còn phải nhớ nấu xương mà uống. Thôi bà, đừng trách tôi nhiều chuyện. Sao bà không thử thuốc tây? Thuốc tây? Có được không đó? Bị trật chân thì phải uống với nhiều chiếc vôi, để chiếc vôi nó lấp lại là vô sự ngay. Có được không? Đôi khi thuốc tây cũng hay lắm, Thượng Hải cũng muốn nhiều lắm. Chú từ Thượng Hải xuống hả? Dạ phải. Nếu bà không yên bụng, cho bác sĩ khám trước đi, rồi uống thuốc ổng cho là tốt nhất. Cũng phải. À, anh bạn trẻ anh cũng tốt quá hả? Ê, tôi là Thiếm Hòa, anh tên gì? Kêu tôi là Sanh, Thiếm Hòa. Nè, ráng uống nước cho nhiều đi. Uống nhiều nước nó sẽ mau lớn lên. Bữa nào tôi sẽ cho ăn giỏ hầu gà nha. Hòa, chú thiệt là khùng quá ha, điên quá rồi, làm gì vậy hả? Cái gì vậy là cái gì vậy chứ? Không phải hỏi chú, mày làm gì vậy? Nói, lẹ lên. Cậu à, cái cây này làm sao biết nghe cậu nói cái gì? Ờ đúng ha, tại sao cậu nói chuyện với nó nhiều vậy? Ờ cái cây này dứt khoát có cái gì rồi đó, tao đập mày. Nè cậu à, trả lại cho tôi đi mà, cậu à, đừng có đập. Đó là cây lê đó. Cây lê? Rõ ràng là cây tùng mà sao nói cây lê? Cây tùng làm sao nhét được vô chậu nhỏ như vậy? À đúng rồi ha, chậu nhỏ vậy sao trồng được cây lê đây hả? Tại tôi thấy trồng cây lê nó không có dính dấp gì tới chậu lớn hay là chậu nhỏ. Trồng lê để coi mình có lòng yêu thương hay không. Wow, hồi nào mà chú học được những lời lẽ nhột nhạt quá vậy, trả chú nè. Phải rồi, cậu lấy cái này làm cái gì? Ê, xôi gà hả? Nè cậu ạ, trả lại cho tôi đi, trả lại cho tôi đi mà. Của chú hả? Nè, tôi không ăn được sao, thì là kẹo vậy hả? Không phải đâu, cái gói xôi gà này cậu không ăn được đâu. Lá thì không ăn được, đồ ăn sao ăn không được chứ? Bởi vì cái gói xôi gà này đã nguội lắm rồi mà. Nguội ăn vô sẽ đau bụng. Để tôi làm cái món khác cho cậu ăn nha. Chờ chú đi nấu hả? Tôi đói tới xỉu rồi. Tôi phải ăn. Không ăn nữa, trả chú nè. Ồ, phải khai tiền. Có điểm đạt không? Đâu có đâu. Gói này đâu mà có. Cậu trả lại cho tôi trước đi. Gói xôi này là gói xôi do Đại Tiểu Thơ tặng cho tôi. Cái thằng khốn kiếp này, trọng gái khinh bạn, xuống tới Hồng Kông là đi kiếm con nhỏ xí soạn đó liền. Không phải đâu cậu, tôi đi ngang qua đó sẵn vô thăm cổ luôn thôi. Thì cũng tại cậu nói tôi không cần đi với cậu mà. Cũng đúng. Con nhỏ xí soạn trần thị háo cầu, mỹ miều thục nữ, quân tử háo cầu. Mỹ miều thục nữ, quân tử háo cầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.